Thế là ghi đâu mà không thì con ăn cơm này? Anh kia đi làm đúng không ạ? Giờ phải làm nào giờ? Thì đi làm mà cơm nước thì đâu có ăn cơm này, thì cái đậu không này ăn cái gì? Tôi rất yên tâm với Kiên dạo này lắm. Đi làm chăm lắm. Đi làm chăm lắm. Từ lúc mà biết là Thư có thai ấy, Kiên đi làm chăm lắm ạ. Đi làm cả ngày cả đêm luôn. Thì bác cứ yên tâm đi. Ủa chưa rồi Chiến ơi? Hả? Chưa phải bố Thư không? Ủa đúng rồi anh ơi. Chưa rồi, bây giờ bố Thư đến thăm, không biết là Thư có kể chuyện của Kiên không? Thư đi thử xem nào. Chưa rồi. Giờ kể chuyện này to đấy. Bây giờ anh em mình vào cả luôn không? Đi thôi thì lấy ta xem như nào đã. Thử xem nào. Nếu mà chị Dư nữa mà nói ra đấy. Bây giờ phải động Dư. Đi lại nhá. Ui, cực. Ghi đâu mà không thì con ăn cơm này? Anh kia đi làm đúng không ạ? Giờ phải làm nào giờ? Đi làm mà cơm nước thì đâu có ăn cơm này, thì cái đậu không này ăn cái gì? Con ăn đậu cho nó mát. Ôi giời ơi, cái này thì thử hỏi bị ăn này thì con mang bầu bí ngày mà bố đã dặn Kiên rồi, ăn uống rồi nè. Ăn uống thì mình con phải biết cái gì bố đã dặn rồi nè, hôm qua kia bố đã dặn rồi. Bây giờ con có bầu rồi, con phải bảo nó cái đống cơm con đi đâu nè. Cơm nước uống dặn như thế rồi. Ông ông Thư không nói chuyện này. Đúng rồi. Bởi vì là anh đi làm bố ạ. Đi làm thì bây giờ Nó chịu khó đấy. Thì con thì ở nhà con nó chịu khó. Thì con biết anh đi làm rồi. Ở nhà con nấu nước mà ăn thì con ăn như này không này. Tại con ngại đi ra ngoài đường mua đồ nên là con tiệm có đậu trong tối lại thì con lấy luôn. Đấy thì bố ăn xong rồi cũng xuống đây. Chứ rồi bây giờ thì sao? Bây giờ mình làm sao giờ? Bây giờ Thư mà kể chuyện này cũng kia này là toan luôn đấy. Ăn con bầu bí cả. Đấy nào giờ? Đấy nào giờ? Xem lại nhá. Xem nào. Bố đấu mà ăn. Bố đấu đi đâu bố ạ? Mày như này ăn bố này thì nó không được kia đi mèm rồi thì con ở nhà không đấu nước mà. Ui, thôi Thư. Kiên như này em bố Thư chị cũng giận mình xem. Nhưng mà thực sự là Thư chán lắm rồi ấy. Thư cứ nghĩ là bây giờ mình có em bé thì Kiên sẽ thay đổi. Nhớ đâu Kiên sẽ không ăn chơi nữa ấy. Nhớ đâu anh Kiên lại đi có chuyện việc thật thì sao? Bây giờ thì Thư phải đợi Kiên về đã rồi là Thư nói chuyện với nó. Bây giờ thì đấy thì Thư có dạ. Đâu thì chẳng có gì đâu. Chào bác. Hồi đi cháu thì vừa xuống á. Dạ vâng cháu vừa xuống ạ. Dạ vâng cháu ngồi nói chuyện với Thư một tí. Bố ơi, đâu để... bố ơi, 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 bố ăn đậu mát. Đậu mát thì cháu thấy là cháu bảo ăn đậu làm sao mà bây giờ còn đứa bé trong bụng thì làm sao để mà bồi dưỡng được vừa mẹ vừa con này thì làm sao ăn cái đậu này? Chắc là anh Kiên anh cũng ăn nhiều đồ đấy. Thôi thôi thôi, cứ kệ Kiên, Kiên mà cháu ăn cả đó. Bây giờ mà gọi điện cho sếp anh biết lệ thấy thì cháu lại phạt lên bố ạ. Bây giờ bác cứ yên tâm đi tí thôi, Kiên về cháu bảo Kiên nó mua thì không thể bác gọi điện cho Kiên đến như này. Ôi, vợ bố ơi, nhà ăn uống này. Bố ơi, bây giờ là anh ấy đi làm mà có chuyện điện thoại là sếp anh biết là bị phạm kỳ luật với bố ạ. Không phải mua quá thì mua cái gì mất cái bếp con ở nhà nó mua cái bếp chứ chẳng có cái gì cả. Tại hôm nay con ăn hết rồi, ở nhà con ăn phải từ buổi chiều hay ăn hết sạch. Bếp người không biết thì có cái gì. Kiên nó hôm nay nó mua nhiều đồ rồi nhưng mà chắc trong tủ của mỗi đậu Thư lấy ra ăn cho nó mát thôi. Con ăn cho nó mát cho bố ạ, chứ con cũng ngán ăn mấy thịt thè lắm rồi.
thôi bác yên tâm đi, Kiên dạo này nó đi làm trong lắm, từ lúc mà biết là Thư có thai ấy là Kiên đi làm trong lắm ạ, đi làm cả ngày cả đêm luôn, thì bác yên tâm đi. Còn đậu lại để tí nữa được ấy thịt cho Thư ăn nhá. Thôi không, còn đâu ăn đậu được rồi. Chỉ đi nữa là mua thịt thôi. Nhưng mà bây giờ Kiên đi làm rồi thì Thư chỉ có mà mà nấu cơm được, nhưng mà phải bản thân Kiên, con bản thân Kiên là mua đồ cứ là tủ hay là để hết nhà, nhà mà nấu nướng chứ con ngày ăn cái này thì làm sao mà con ấy được, còn mang thai cái này thì làm sao mà nuôi được, nếu con cũng để cho nó mua bấm đi chứ mà còn mẹ cho này đầy mỡ ra làm sao mà được. Thế là bác cứ yên tâm đi, rồi là cháu cứ bảo Kiên nó cố gắng rồi nó mua đồ về cho Thư ăn nhiều hơn đấy, bác yên tâm thế. Bố phải lo gì đâu. Vâng. Khi này để bác xuống này chơi này để bác yếu để con xuống chơi để thăm chú nó này em như thế nào, cái bây giờ như mà ăn uống này thì bác thấy nó không được. Vâng. Kiên nó đi nó chịu khó đi làm này được rồi. Thôi thì. Vâng. Thôi bác yên tâm nhá, bác nhá. Ôi bác. Hiệp lên đây Hiệp rồi xem Thư nào, rồi là xem Kiên đi làm được chưa. Tự nhiên là thấy bác. Chắc Kiên mới muộn đây này. Đấy. Thôi bố đi về đi bố ạ, chứ bây giờ cũng muộn rồi, bố về đi cho sớm rủ. Rồi bố ấy người đấy, bố dặn nhà như nào nhà con phải như thế. Bây giờ nhà chúc nữa thằng Kiên đi làm về, nhà con bảo bây giờ anh đi làm mà về muộn thì mua đồ về để tủ hoặc để lấy bếp, rồi nhà con ở nhà con nấu nữa cũng được. Chứ ăn bây giờ là còn mang thai cái bé nó bụng, chứ không phải nhà mình nhịn được đâu, mình còn nuôi cái đứa trẻ ở trong làm sao mà nuôi được. Cái đậu trắng kia ăn muối thì không được, dù kia nó chịu khó nó đi làm về muộn về biết cũng thế, con nghe chưa? Không bố đi về không là mang cái bác bố mà xuống nè vào cái lúc gì mà bố đi ăn cái nè không hứng nhá, vâng bác đi về luôn đó, bác về ạ, cháu ở đây nhá, bác đi về ạ, rồi phải cẩn thận cho bác nhá, xe thôi, vâng bố dặn đi làm, bố dặn đi làm này đi như thế nhá, vâng tôi bác về cẩn thận với nhé. Bác về. Còn thế kia chưa về không? Kia chưa về. Đi chúng ta ra chưa về á? Từ nãy giờ có về đâu? Đi đâu nhở? Gọi điện không nghe, thuê bao rồi. Cũng may là bố Thư không nghi ngờ gì đấy. Bây giờ để bố Thư biết chuyện này không biết xảy ra như nào nữa. Tại tất cả thằng này nữa, quá đáng lắm rồi đấy. Không biết lấy tiền. Biết là Thư đang bầu bí như này mà nó vẫn còn đi nữa. Sao bây giờ phải ăn động như này nhá? Chị không gì ăn, chị gọi em cả anh Nhật mua chứ. Thôi kết cho người đấy. Tốn tiền, bây giờ tiền còn phải tiết kiệm chứ. Bây giờ dịch dã các thứ. Ăn không được tiêu hoang, ăn được cái nào thì ăn thôi. Tiêu hoang ăn này sao đủ cho em bé được. Chiếm này thử gọi. Không, bây giờ em bé còn mới. Nhưng mà mới. Không gọi được, thêm em rồi. Không gọi được. Bây giờ em bé nó sinh ra lại gầy thì sao? Bực thật đấy. Bây giờ là bọn Hiệp cũng không biết là thằng này nó đi, em, đi đâu nữa cơ. Bọn em đi tìm cả ngày nay có thấy đâu. Đủ đúng thế, không biết mọi hôm rồi nó đang ngoan mà có như thế này đâu. Nhưng mà dù sao là Thư cũng đừng nói chuyện này cho bố Thư biết nhá. Đúng rồi. Thì là bố Thư sau bao nhiêu chuyện xảy ra, bố Thư đã chấp nhận Kiên rồi đấy. Thư cũng biết mà. Thì bây giờ là Thư thì đang bầu bí như thế, mà bố Thư biết thằng Kiên nó chơi bời, bố Thư không chịu được đâu. Thật sự là túi thân lắm ấy chứ. Ở nhà một mình thế này rất là túi thân, xong rồi đang bầu bí. Chỉ mong những người ở nhà cùng mình ấy, xong rồi thôi. Kiên như thế này thì xuống rất là buồn, muốn nói cho bố biết đi. Cái này thì cũng bố cũng được. Thôi bây giờ để Hiệp mang này xuống rồi Hiệp ra mua ít thịt nữa nhá. Chứ không, Thư em bầu bí này ăn này xong đủ sức được nhá. Thì ngồi đây nhá, em cứ nhá.